Xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay giới thiệu với các bác một bộ loa và âm ly bẫy chim hét, gọi là siêu chuẩn, siêu hay luôn các bác. Riêng dòng loa này với âm ly này nhá, bẫy chim hét cực hay luôn. Và đây em khui món đồ ra thì các bác xem nhiều video bẫy chim đêm của em biết rồi, thì cái dòng loa đánh chim đêm và âm ly đánh chim đêm này, đây nó cũng là dòng loa đánh chim đêm và âm ly đánh chim đêm. Thì đây em test thử và dở ra cho các bác xem một bộ đồ đánh chim hét nó gồm có những gì. Đơn giản thôi các bạn, một cái ắc quy nho nhỏ nhẹ nhẹ, một cái loa này nhẹ lắm các bạn, không biết là được, nặng được bao nhiêu đây nhưng mà nhẹ. Một cái âm ly, cái âm ly này nếu mà tháo cục nguồn 220 ra thì nó cũng nhẹ được các bạn, cực nhẹ luôn và hàng chuẩn luôn các bạn. Mình đi đánh chim hét thì nói chung là nếu mà để đánh cạnh tranh như bây giờ thì rất đông người đánh cạnh tranh thì mình cũng phải xài đồ ngon ngon một tí thì là hàng nó cực chất luôn các bạn. Nếu mà bộ đồ như này đánh chim hét thì thổi gì tiếng thì trong thì các bác không cần phải nói, riêng tiếng của loa tép này cực kỳ trong luôn các bạn. Tiếng của nó kể cả những cái sột soạt của tiếng hét ấy các bác, nó có thể là và loa tép này nó lọc được hết các bạn, lọc được toàn bộ tiếng sột soạt xẹp xiếc cái thứ của loa là nó lọc được hết, là lọc được là cực trong luôn đấy. Mình test thử cho các bác xem nhé, riêng hàng này cực trong cực chất luôn, loa cực bé và nhẹ luôn các bạn, công suất thì không cần phải nói rồi. Đây nha, em dùng cái tiếng gõ nhá. Đây tiếng gõ này các bác này. Có thấy không? Cực trong luôn. Mà độ phóng đi xa thì các bác không cần phải lo. Phóng 1-2 cây số chuyện bình thường các bạn. Nếu mà dòng loa tép này. Có thấy không? Nó nhỏ nhưng mà nó có đòn hết đấy các bạn. Tuy nhìn nó nhỏ thôi, đừng khinh thường nó, nhưng mà đòn rất chi khủng đấy. Đánh hét cạnh tranh thì không cần phải nói luôn. Đó, thấy chưa? Hàng cực chất lượng luôn. Hét thì hai hôm nay bay rất chi nhiều rồi, nhưng mà thời tiết thì nói chung là nó mưa nên anh em mình không đi đánh được các bạn. Bến bãi thì anh em giờ này xong hết rồi, giờ chỉ chờ nắng lên cái là đi đánh thôi. Nắng lên cái là chim rất chi nhiều. Các bác chuẩn bị đồ, chuẩn bị túi đi. Bác nào còn thiếu đồ gì cứ liên hệ em. Nhà em chuyên cung cấp đồ săn bẫy, đặc biệt là đồ bẫy chim đêm, chim hét, chim di, chim sẻ rất chi nhiều luôn các bạn. Đấy thì qua em đã giới thiệu cho các bác xem và test thử âm thanh cho các bác xem rồi đấy. Các bác nghe thấy đấy. Riêng dòng này đánh hét thì thôi, đánh cạnh tranh thì các bác không phải lo luôn. Quá thấy không? Cực trong tiếng luôn. Đấy. À, cực chất luôn. Cái loa này tuy nhỏ nhưng mà cực trong luôn các bạn. Đấy thì sau đây là em vừa giới thiệu với các bác là một bộ đồ đánh chim hét, gọi là bộ đồ chuyên nghiệp, siêu đỉnh, siêu hay luôn. Đến gửi tới toàn thể các bác. Bác nào cần cứ liên hệ em. Em sẽ để số điện thoại bên góc phải màn hình cho các bác chủ động liên hệ nhá. Xin chào toàn thể các bác. Hẹn các bác video lần sau.